nguyễn tường thụy và đám dân chủ thất vọng vì các trang tin của ông chủ việt tân bị đánh sập những ngày qua hàng loạt trang tin khủng của việt tân bị facebook khóa như fanpage việt tân fanpage nhật ký yêu nước fanpage thức Go. nguyên nhân được hoàng tứ duy phát ngôn viên của việt tân nhận định là do facebook đáp ứng luật an ninh mạng của việt nam nên đã cho vào rọ hàng loạt trang này còn một số facebooker trong nước thì lại cho đây là thành công của họ trong việc report các trang Việt Tân, Nhật ký yêu nước nói trên. Với đám dân chủ trong nước, việc các trang tin chính này bị sập là cú sốc rất lớn. Nguyễn Tường Thụy, một dư luận viên chính hiệu, chuyên nghiệp cho Việt Tân phải thốt lên rằng Trước đây, Việt Tân đã giúp nhiều Facebooker ở Việt Nam lấy lại tài khoản khi bị dư luận viên report. Nay thì chính Việt Tân bị khóa tài khoản Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, Facebook, một công ty của đất nước biểu tượng cho giá trị dân chủ, lại làm việc kiểu này. Quá thất vọng. Đồng bọn và tay sai khác của Việt Tân thì chửi bới xúc phạm, thoá mạ người quản lý, tân tổng giám đốc Facebook phụ trách Việt Nam hết lời. Riêng Hoàng Tứ Duy tỏ ra thách thức cho rằng Việt Tân đã cùng với tổ chức phóng viên không biên giới mở một cuộc vận động quốc hội Hoa Kỳ áp lực lên công ty Facebook và Google không hợp tác với nhà cầm quyền Hà Nội. Có vẻ như kinh nghiệm từ lần bị cộng đồng mạng Facebook Việt Nam report 4 năm về trước, Việt Tân sẽ phải ăn trực nằm chờ, huy động tổng lực vận động Việt Tân mở lại fanpage cho đúng. Chưa biết nguyên nhân hàng loạt trang tin phản động bị sập do đâu, nhưng chắc chắn một điều rằng cộng đồng mạng Việt Nam rất phấn khích trước tin này. Bởi từ lâu, họ đã rất bức xúc với các thông tin xuyên tạc bịa đặt lừa đảo trắng trợn của những trang tin này nhằm kích động người dân việt nam chống lại đất nước chỉ cần google từ khóa việt tân lừa đảo xuyên tạc nhật ký yêu nước bịa đặt sẽ cho bạn hàng loạt bài viết vô vàn dối dẫn chứng về bịa đặt sự vu cáo trắng trợn của chúng nhằm mục đích hậu thuẫn cho các chiến dịch chống phá đất nước Việt Tân tất nhiên tổn thất rất lớn khi các trang tin được đầu tư hàng chục ngàn đô la mỗi tháng bị sập. Nhưng đám tay sai trong nước như Nguyễn Tường Thụy đau đớn hơn nhiều khi tổ chức mẹ của chúng không còn đất sống ngay trên môi trường mạng Internet do Mỹ đẻ ra, dung dưỡng. Việt Tân không tồn tại được thì bản thân chúng thời gian sống cũng leo lắt khi bao kẻ bảo kê không mạnh như chúng ảo tưởng.